Xin chào các bạn. Mình đang vừa về được thêm vài con ốc. Đấy, thì tranh thủ cũng quay chia sẻ với các bạn nhanh một số vấn đề. Thì rất nhiều bạn đã dùng những con ốc này rồi thì nó nói chung là phản hồi rất là ok. Đấy, nhưng mà trong trường hợp dùng con này mà chưa ok ấy, đấy thì nó là tại sao thì các bạn nghe rõ nhé. Được chưa? Kể cả như mình đang sửa van cho anh em ấy, mình cũng lắp con này. Và trong trường hợp nó chưa ok thì là gì? Đấy. Đó là gì? Đó là cái mặt tiếp xúc nó chưa được nó chuẩn. Đấy chưa? Mặt tiếp xúc chưa chuẩn. Có những con đấy mình làm một phát ăn ngay, những trường hợp đấy sướng lắm các bạn ạ. Làm một phát ăn ngay. Có những con vẫn thấy nhích 2 3 cân, 5 cân thì mình lại bỏ ra mình đánh, lại lắp vào, lại kiểm tra, vẫn nhích lại đánh tiếp. Có những con mình làm đến lần thứ hai hoặc mình làm đến lần thứ ba. Đấy thì chỉ cần so sánh với lần trước nhá, lần này lên phát đóng cứng luôn. Đấy, như thế là quá thành công rồi. Được chưa? Đấy thì các bác cũng phải chú ý ở cái việc làm, chứ còn nhiều bác hiểu theo nghĩa là gì là cứ lắp con này vào phát là ngon ngay thì không phải đâu nhá. Đấy thế thì đây mình sẽ hàng về ấy thì mình đều kiểm tra. Được chưa? Mình sẽ đều kiểm tra là nó có bóng có đẹp hay không. Được chưa các bạn? Đấy, ví dụ nhá, đây mình về được một ít đây. Đấy thì mình kiểm tra đây. Được chưa? Kiểm tra từng con một, những con nào mà bị lỗi đây, ví những con hai con này bị lỗi này, những con bị lỗi là mình đều giả lại để bắt xưởng người ta làm lại. Được chưa? Đây để xem các bạn có nhìn được không này, cho các bạn xem nhé, nó cực kỳ chi tiết luôn. Đấy các bạn nhìn này, nó có thể nhìn được cả cái lớp da da tay người như thế này này, rõ lắm các bạn ạ. Thế nhưng mà cái này nó bé, nó là cái để nhòm thôi. Đó, nhìn những cái viền này này, xem nó có vết xước vết sót gì không. Đây các bạn nhìn cái viền chưa? Đấy, nhìn những cái viền này cực đẹp luôn. Được chưa? Đấy, còn những con nào bị lỗi, những con nào bị lỗi thì mình sẽ giả lại. Đây nha, mình quay tiếp một con nhé, con này chưa kiểm tra này. Đấy, để quay xem nó như thế nào. Đấy, các bạn nhìn nha, những con như thế này. Được chưa? Nhất là rất rất là nhẵn. Đó, những con như thế này thì hoàn toàn có thể chơi được. Được chưa? Rất là nhẵn luôn. Rồi, thế thì thế để cho các bạn thấy được là mình cũng rất là cẩn thận kiểm tra từng con. Đấy, còn tức là nếu mà trước đây ấy, trước đây những cái bản trước ấy là thật sự là nó chưa được đẹp lắm, chơi vẫn rất là ok. Đấy, nhưng nó chưa được đẹp lắm, nhưng mà bắt đầu cái bản từ cách đây khoảng nửa tháng, một tháng trở lại đây này, những bản này này thì cái đầu này được làm cực kỳ tỉ mỉ luôn các bạn, cực kỳ cẩn thận. Đấy, và được kiểm tra rất là khắt khe thì nó sẽ không có những cái lỗi vặt nữa. Còn những cái bản trước đây ấy, thì có thể là nó chưa được ok cho lắm. Đây là nó chưa được ok cho lắm. Đấy là với cái tầm gọi là như kiểu một chuyên gia đánh giá. Đấy, đây ví dụ như một con lỗi như thế này thì mình sẽ không gửi tới anh em. Đây các bạn nhìn nhé. Kìa, các bạn có thể thấy con nó có một vết sứt. Đây, nó có một vết sứt kìa. Đó, nó có một vết sứt kìa. Thì mình sẽ phải giả lại cho xưởng để họ sẽ tiếp tục đánh, đánh cho hết vết sứt đấy thì là ok. Được chưa? Đấy, thì cũng chia sẻ nhanh với các bạn như vậy. Thì các bạn cứ yên tâm mua. Được chưa? Nó khá là đắt, nó nếu tính cả phí ship nhá, bởi vì mình không bao ship. Được chưa? Tính cả phí ship vào thì nó gần 300. Đấy, còn giá không bao ship thì mình cứ báo giá không bao ship thôi để các bạn biết được cái giá trị thực của nó, chứ không báo bao ship vào giá nó cao các bác nghe lại sợ. Được chưa? Rồi. Các bác nào cần thì các bạn liên hệ với mình. Hoặc là tất cả các loại lò xo từ 4.5, 5.5 trở lên thì các bạn liên hệ mình nhá. Rồi chào các bạn.